Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cuối cùng thì thời khắc giao thừa đón năm mới 2021 đã đến. Ngay lúc này, hẳn là các bạn đang tấp nập nhận lời chúc mừng năm mới từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả người qua đường quen trên mạng xã hội. Thế thì làm thế nào để trả lời lại họ hay nhắn cho người thân những lời chúc nhanh nhất, đủ đầy nhất, gây ấn tượng và không bị trùng nhau? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn rồi đây. Những bài văn mẫu chúc Tết 2021 được dân mạng gợi ý, chất như nước cất, từ nghiêm túc đến kém nghiêm túc một tí, từ văn mẫu chúc gia đình, họ hàng, đến xếp hay chúc cho chính mình đều đủ cả. Tặng quà năm mới nhé! Chúc Tết sao để vừa độc đáo, vừa gây ấn tượng trong năm 2021 này. Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, chịu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến. Đấy là tìm trên Google ra như thế còn ở đây có bài thơ mới rồi, gợi ý cho những gia đình đang có người ế nhé. Bạn có thể thay đổi nhân xưng, biên theo ý của mình cũng được luôn. Chúc bố, nhạc sĩ mộng mơ. Mãi là của mẹ, nàng thơ nhà mình. Chúc chị may mắn cả năm. Chúc anh sớm sắm một cô dâu về. Chúc bài này xong, bạn có ngay chủ đề để nói chuyện với mọi người luôn này. Ai còn chưa biết biến trà xanh, lôi ngay ra tỷ tê Tết này cháu dành cả năm để về quê. Cô đợi cả năm để chờ cháu về. Chúng ta dành cả năm cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận. Nhưng hỏi bao giờ lấy chồng? Lương tháng bao nhiêu là tối kỵ? Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Dù sau này về quê ăn Tết không còn được gặp cô, cũng đừng quên rằng cô và cháu sẽ chỉ dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Thương cô hy vọng năm nay sẽ không còn bị hỏi lương như năm ngoái. Dịp Tết nguyên đáng hàng năm không thể thiếu phong tục là trao cho nhau những phong bao lì xì lấy mây, vậy năm nay những người trẻ sẽ vòi nhau lì xì bằng cách nào để vừa độc đáo vừa thú vị? Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới lì xì. Được vui biết bao nhiêu khi có người lì xì. Không có người yêu mà được lì xì rất nhiều. Người yêu có thể không có nhưng bạn thân thì chắc chắn phải có vài đứa nha. Tuy 2020 là một năm có nhiều khó khăn, người may mắn thì chỉ bị cắt giảm lương, công ty không may thì còn bị cắt giảm cả nhân sự. Nhưng sau tất cả, chúng ta lại trở về với nhau khi tình hình kinh tế đã ổn định hơn. Hãy gửi lời chúc trên tới sếp của bạn theo phong cách Táo Kinh Tế Boy của Táo Kinh Tế để hy vọng sang năm mới sẽ được tăng lương nhé. Thả tin đầy Sodi Sếp Chúc Tết đầy trong DM, Có phiền thì so đi Sếp lương, tăng luôn nha sếp. Gửi lời chúc tới sếp để hy vọng được tăng lương đầu năm nhé. Tạm biệt 2020, một năm khó khăn và đầy chật vật, thôi thì xin phép được cất poster vào góc, khóc một lúc rồi thôi. Cất gọn poster và khóc một lúc rồi thôi, một trong những đề cử của giải thưởng WeChoice World 2020. Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền cho nhau một phong trào hót hòn họt trên mạng xã hội với chủ đề văn mẫu chúc Tết 2021. Những lời chúc Tết có thể xuất phát từ các bài văn mẫu định đám trong năm qua, hoặc được thể hiện qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, thậm chí còn được dùng để châm biếm một cách hài hước. Và từ đó, hàng loạt bài văn mẫu chúc Tết độc đáo đã được ra đời. Sang năm mới tân sửu, chúc bản thân hoàn thành được những mục tiêu còn dang dở của năm bính thân. 1. Tiếng Anh, Happy New Year 2. Tiếng Quan Thoại, Trung Quốc sờ Nờ Nín Cô Lè 3. Tiếng Nhật, Akemai Ondetu Goremasu 4. Tiếng Việt, Ngân hàng ABC Số Tài Khoản Sơ Y Lời chúc Tết đậm chất, Ariana gờ răng, khi người hâm mộ mô phỏng lại, tâm thư đầy nước mắt của cô nàng gửi tới Phan Việt. Xuân đã đến bên em. Giáng Xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em nhận biết các dung dịch sau chứa trong các lọ bị mất nhãn mà không dùng bất kỳ thuốc thử nào, NACO3, HCl 3 hco 3 2, MgCl 2 NAC. Năm nay hãy cùng chúc nhau vạn sự như Tuvalu nhé. Sáng ăn cháo đá bát. Chưa ăn miếng trả miếng. Được biết, phong trào văn mẫu chúc Tết đã và đang lan rộng trong giới trẻ nhằm lan tỏa cho nhau những tiếng cười sau khi trải qua tháng 1 năm 2020 với nhiều biến động. Theo đó, phong trào được tổ chức bởi một hội nhóm có tên Trại Tâm Thần Đa Ngôn Ngữ 0.2 đã thu hút về hàng nghìn bài đăng từ cộng đồng mạng với vô vàng những lời chúc Tết độc đáo dành cho năm 2021. Phong trào sẽ kéo dài trong 4 ngày là 30 Tết và mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết Nguyên đáng 2021, hứa hẹn sẽ đem đến những tràng cười cho khán giả và lan tỏa những điều tích cực đến cho mọi người. Thử thách văn mẫu nhận về hàng nghìn lượt tham gia tại nhóm trại tâm thần đa ngôn ngữ 0.2 Ảnh, chụp màn hình